Đi anh mình đi coi như đây, cái nhà đây là mực của anh mình để chuẩn bị đi vô bán nè. Chờ nha cái nhà. Ở đảo mình hay gọi là cá học trò nha. Mình lại dính thêm hai con cá nè cái nhà. Một con cá nữa nè cả nhà ơi. Đây là gọi là cái quá cả nhà ơi. Gần bơi về tới. Hello, xin chào cả nhà đã đến với kênh ẩm thực và du lịch TV của mình nha. Cả nhà ơi, lần này thì hôm nay thì xin sẽ dùng cái thúng này nè, cái thúng vòng tròn này nè, với thằng cháu mình để đi kiếm cá nha. Hôm nay thì hai cô cháu mình sẽ dùng cái thúng này để mà đi bơi dọc ở dưới khúc dưới mé như này nè cả nhà, để mình coi thử coi hôm nay có cá gì cho cả nhà cùng xem nha. Dùng đi nha cả nhà. Nó nặng lắm cả nhà ơi, cái thúng này nặng lắm. Mình sử dụng cái thúng này để mình mà đi kiếm cá nha. Đó. Lấy. Đi học không? Đi mua đồ. Đi câu cá không cô? Đi câu cá. Thôi ở nhà đi con ơi, câu ngoài nội cơ la đó. Em cỡ ba con muốn con được anh. Em xuống em ba con muốn con gì em đi lại. Dạ, tính cái này là mình có ghé ông anh mình để mình sẽ đít mực nha cả nhà. Để mình lấy mực này để mình đi câu cá muối nha. Con. Này đúng không? Sáu con. Đó, đây con là mực này, mực anh mình đi hồi đêm vô á. Đây là bên. Nhiều lắm. Đó, đây nè, mực này nè. Này mình vẫn ăn được nha cả nhà. Nhiều lắm nha. Cả nhà ơi, bây giờ mình đang ở ngay chỗ ghe ông anh mình á. Tại vì đây là cái sổng của anh mình nha. Hay lộn. Hôm nay thì mình có đi lấy cái thúng về sẵn ghé anh mình luôn. Để mình coi thử coi anh mình có mực nhiều hay không cả nhà. Chứ lại nếu cả nhà có ra đây á, thì cả nhà nào muốn đi câu cá đó thì mình có thể đi cái chiếc này của anh mình cũng được nè. Thì một hai người thôi cả nhà, một hai người thôi mình đi câu cá xung quanh đảo rồi nè. Rất là nhiều ha. Hôm nay trời mưa cả nhà, không biết hôm nay mình câu hôm nay mình đi được hay không nha. Mình sẽ đợi qua cơn mưa này mình đi nha. Đó, bây giờ mình tham quan cái sổng anh mình chút xíu đi. Đây là cái nhà đó, anh mình đi một đêm cái nhà. Đây anh mình đi một đêm cái nhà ơi. Một đêm nè. Ở trong một đêm anh mình đi coi như đây cái nhà, đây là mực của anh mình để chuẩn bị đi vô bán nè. Đó cái nhà nào có muốn trải nghiệm thì ra đây liên hệ với anh mình nha. Mực quá trời nhiều luôn cái nhà ơi. Nhiều lắm, mực có bự không à. Đó, mực này cũng tạm coi như là bự rồi đó cả nhà, chứ không phải là nhỏ nha. Mực này cũng coi như là ăn ngon lắm đó. Cỡ này làm ăn rất là ngon luôn, mình làm lẩu hay cái gì đó, rất là ngon. Bây giờ anh mình đang đem vô vựa để bán. Anh em nào mà có đi ra đây du lịch đó thì mua tại đây luôn.
mình mua tại đây luôn rồi sau đó cái anh mình bán lại cũng được, hoặc là anh mình nó tặng cho cái nhà một ít đem về đó. Cái nhà thấy không, mực rất là nhiều luôn đó. Ông anh mình ổng mới đi biển vô cái nhà nè, anh cũng vừa mới đi biển vô luôn. Thì cả nhà thôi, ví dụ cái nhà muốn đi chiếc đó của anh cũng được đó, mình cũng có thể liên hệ với anh của mình được. Đây là anh mình nè, tại mình quen đây nhiều lắm đó. Anh mình cũng hay chở một hai người đi câu cá lắm cả nhà, cũng hay ra trải nghiệm lắm đó. Giờ anh mình vô sớm để bán mực để không nó hư. Anh lại cái vô chú đi lại đó, anh mình vô sớm cái nhà để mưa rồi. À, cái nhà bây giờ là mình cùng với đứa cháu mình chuẩn bị tất cả mọi thứ nha. Mình có chuẩn bị một cái dây neo nè cái nhà đó. Đây là cái dây neo nè, neo nha, mình làm một cái neo để mình chủ cái thúng để mình câu. Còn đây là những cái đồ đạc ở trong cái thùng của mình nè, đó, ống câu, nước nè, lại bánh nè, một bánh nè, đồ ăn nè. Đây là đồ câu đó, mình đi nha. Bây giờ mình sẽ bơi từ đây qua bên đó cả nhà, mình bơi đi qua bên đó đó, bơi qua bên cái cảng đó luôn, nó là cái cảng đó đó, cả nhà thấy không, đó, cái cảng này nè. Mình vừa qua đó để mình kiếm cá nha. Bây giờ hôm nay mình coi thử coi mình với đứa cháu mình sẽ đi kiếm cá bằng cái thúng này nha cả nhà. Còn đây là những con bọ, đây là những con bọ mà mình hay đi câu cá, hay đi câu cá rô á. Cái nhà nào mà đã theo dõi cái kênh của mình á là sẽ biết mình hay dùng cái con bọ này để câu cá rô nha. Hôm nay nhiều lắm cả nhà, cả nhà thấy không, quá trời luôn nè. Bọ này là cá ăn dữ lắm nha, mình không dùng nó, không dùng nó câu đâu, mình sẽ dùng mồi mực câu. Thôi giờ mình đi cả nhà. Rồi nè cả nhà ơi, mình vừa mới xuống dính được con cá mú nè cả nhà. Đây là cá mú cọp nha. Ở đảo mình hay gọi nó là cá cọp nha cả nhà. Tại vì cái hình thù của nó giống con cọp vậy đó. Nhà thấy không? Đó, mình đã dính con cá mú cọp nè. Quá trời đang dữ cả nhà. Mình đang ở gần cái cảng nè cả nhà. Đó, đang bơi cái cảng nè. Đó, đang ở gần cái cảng nha. Giờ mình sẽ mở cái con cá mú này ra nha. Mình mở nó ra cả nhà. Mở ra pin đây. Mở nó ra cái nhà, năng cứng lắm cả nhà ơi, cái lọ này năng cứng lắm. Chà, dễ mở rồi. Đây. Em có mú ngon tươi nha. Bỏ vô đá đi ha. Anh ơi, mời bạn ăn nha. Mình là vừa câu dính một con cá học trò nha cả nhà. Ở đảo mình hay gọi nó là cá học trò nha. Lọ này cũng hơi bự, mình sẽ lấy nha cả nhà. Cá này thì thịt nó cũng bở lắm cả nhà ơi, béo. Không biết phơi khô có ngon không ta. Thôi giờ mình bỏ thùng đá đi. Còn cá mú á, còn có mú cọp. Và tiếp tục cả nhà. Mình đã cột cái phao, cái thúng của cái phao này ha, để chút nữa
coi thử ở đây coi có cá gì không à. Cháu mới đang câu nè. Dính không? Dính này, cháu dính này. Xíu hả? Thôi thả đi. Cá này nhỏ quá mình thả ngay nha. Rồi này nhỏ quá thả đi. Thả đây con này. Nè Bibin, con mở ra đi. Cả nhà ơi, mình vừa mới bơi tới cái chỗ hôm thay nha. Đó, cái chỗ này thì ai ra đảo Nam Vua thì sẽ biết nha. Thì mình đang câu trước mặt của cái chỗ này nha. Để coi có cá mú không cả nhà. Rất là đẹp nha. Chỗ này là chỗ view biển đó cả nhà. Hai cậu cháu mình đã bơi cũng xa rồi. Đó, hy vọng là mình sẽ câu để có cá ha. Còn không có nữa thì mình sẽ bơi tút dưới kia nha cả nhà. Mình sẽ bơi tút dưới chỗ đó, đó gần cái ghe đó. Mình lại dính thêm hai con cá nè cả nhà. Đây là con cá dòm này nha. Đây cá dòm. Còn đây là cá róc nè cả nhà. Ở đảo mình hay gọi nó là cá róc nha. Còn chỗ các bạn mình biết sao, cá này mình kho keo hoặc là mình nướng nha. Cả nhà nếu có nướng là đừng có nướng kỹ quá nó khô thịt dễ ạ. Hai cái lọ này nướng cũng ngon lắm cả nhà. Bây giờ mình bỏ vô đây đi. Đẩy cá bỏ vô. Đó, xương xương đó ha. Con cái thịt đó. Wow, trời giông rồi cả nhà, hy vọng là sẽ không có mưa nha. Để quay cho cả nhà cùng xem. Đây mình cũng đang dính một con cá này cả nhà ơi. Đây đem kéo lên đây. Wow, cá róc. Đây là dính róc luôn cả nhà ơi. Chỗ này là róc rồi. Tại chỗ này có cái chà nè, mình thấy đây để lâu nè. Cái chà hay là cái hào của người ta đó, mình thấy đây phao nhiều lắm cả nhà. Gần đây phao rất là nhiều luôn. Đây. Bây giờ mình tháo con cá này ra ha. Rồi câu tiếp nha cả nhà. Rồi mình dính con cá ép cả nhà ơi. Đây cả nhà thấy không? Đó, nó giống con cá bóp vậy đó. Nhưng mà nó khác ở chỗ là cái đầu của nó có cái bàn chải này cả nhà. Cái này nó sẽ ép vô cái ghe cả nhà. Cả nhà thấy không? Này nó ép vô nè. Đó, nó ép vậy đó. Rồi mình đứng cá bự mình thả xuống cho nó ăn ai về. Thôi cá này mình không ăn được nha cả nhà. Đó, cả nhà thấy không? Cái lường nó giống như cá bóp vậy đó. Không biết nó phải dòng họ cá bóp không? Mình thấy cái lường giống cá bóp à. Cả nhà cứ tưởng tượng nó không có cái ở trên đi thì đây là cá bóp đúng không? Nhưng mà đây gọi là cá ép nha. Nhưng mà mình không có ăn đâu. Cái này mình không thích ăn. Thả xuống đây. Mình dính thêm một con cá mú cọp nha cả nhà. Đây là con cá mú cọp bự của mình nè. Vừa mới dính thêm nữa nha. Đó, thêm một con cá mú cọp. À. Trời ơi, nó đơ hết trơn cả nhà. Nãy nó nhảy dữ lắm cả nhà. Nó như đơ. Đây là con cá mú cọp bự của mình nè. Còn con nhỏ nè. Mình có con nhỏ này. Là hai con. Có hai con cá mú cọp. Cả nhà thấy không? Nó tự tự như là một cái da của con beo hay con cọp đó cả nhà thấy không? Dính được hai con này nè. Cũng đủ ăn cả nhà, như cái cá như cũng đủ ăn rồi nè. Quá ngon luôn cả nhà, im luôn. Ok luôn. Tuyệt vời quá nhà ơi. Giờ mình tháo con cá này nha, thì câu tiếp nha. Mình dính một con cá nữa nè cả nhà ơi. Đây là gọi là cá dợp nha cả nhà. Ồ. Dùm nửa lên nè. Cả nhà, dính cá nữa rồi. Chà. Dập này cả nhà, dập cá này. Cá này mình nướng là bao ngon luôn cả nhà ơi. Đó, mình đã dính một con nữa cả nhà ơi. Bây giờ mình sẽ gỡ nó ra nha. Giờ mình gỡ nó ra cả nhà. À, cả nhà, mình dính con cá dập này nè. Hồi nãy trời mưa lắm cả nhà. Bây giờ thì trời cũng đỡ mưa chút rồi. À, mình sẽ cố gắng câu một cá nữa rồi mình về cả nhà. Gió hơi ung sùm xíu cả nhà thông cảm nha. Cả nhà thông cảm nha, gió nó hơi lớn lớn chút. À, giờ mình đem cá này vô cắt nha. À, hôm nay cũng đủ ăn rồi cả nhà ơi. Tuyệt vời, à, bỏ vô đây. Vô đây đủ ăn rồi nè. À, cả nhà, dính thêm một con nữa cả nhà ơi. Biết cá gì nữa. Nãy mình kéo nó đây à. Đợi một chút. À, cá học trò cả nhà, cá học trò. Chờ một chút nha. Cái này là cá học trò cả nhà ơi. Đây cá học trò. Cá này thì ăn cũng ngon lắm nhưng mà có điều thích nó bở lắm cả nhà. Cá này mình cũng ít nướng nó lắm. Nói chung ăn vô nó cũng ngon, thịt lắm cả nhà, ngọt. Thịt cá này cũng ngọt lắm nha. Giờ mình câu tiếp cả nhà. Mình dính con cá mú đất nha cả nhà. Đây là cá mú đất nha. Ở đảo mình mấy ông anh hay gọi là cá mú đất nha. À, mình dính con này nè. Có con cá ký nữa cả nhà. À, đây là cá mú đất.
Mừng quá cả nhà ơi. Gần bơi về tới nhà vẫn còn dính con này. Mừng quá. Thôi dùm tháo nó ra nha. Anh Nang sẽ giúp con sơ rớt nè cả nhà. Cậu mua đất đó. Đây là cả nhà, đây là thành quả của mình ngày hôm nay nha. Hôm nay thì mình dùng cái thúng để đi kiếm ăn nè cả nhà. Đó, hôm nay thì mình kiếm được như đây nè cả nhà. Cái này cũng đủ ăn rồi cả nhà ơi. Tại vì chỉ có mình với vợ mình ăn thôi. Cá dợp nè. Này cá mú nè cả nhà nha. Này cá mú hồi nãy mình nói rồi đó. Đây cũng là một cái nồi cá kho canh chua cũng được rồi. Cái nhà còn muốn nướng thì nướng nha cả nhà. Rất là ngon luôn. Thôi mình hẹn gặp cả nhà vào những cái clip sắp tới nha. Cả nhà có gì ủng hộ và chia sẻ kênh của mình và đăng ký cho mình một like nha. Để mình có động lực để mình ra nhiều sản phẩm hơn như vậy cả nhà. Rồi, bây giờ là mình tạm biệt cả nhà nha. Lạnh quá nhà, lạnh quá. Tạm biệt cả nhà nha.